Vâng, chào mừng của chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Ốc Tiêu nhé. Vâng, nghe mình nguồn thông tin là chị Ni đã về rồi nhé, của chú anh chị và các bạn. Vâng, bây giờ con Lucky cũng đi ra ngoài nhé. Con Lucky là chó rất là khôn ngoan của con Nam Dũng Linh thưa của chú anh chị và các bạn. Làm cho nên chị ông Loan nghi là chị ông Loan với anh Khoa đi ra chợ mua đồ các bạn, mua đồ gì cũng gặp đó, cô chú anh chị và các bạn, mua đồ gì cũng gặp nha. Nghi là nghe vậy thôi chứ ốc tiêu cũng không biết là chị ông Loan đi đâu nữa, cô chú anh chị và các bạn. Chị ông Loan đi ra ngoài rất là dạng dị luôn. Chốt là chị em lên đi về rồi ốc tiêu sẽ quay cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem coi có đúng hay những gì ốc tiêu nói không nhé. Ốc tiêu suy nghĩ là chị em lên ngày rằm sẽ đi ra chợ mua đồ với cô chú anh chị và các bạn về cũng rằm á. Vâng, bây giờ cũng có một cô đến mua hàng giúp chị Hồng Loan thưa cô chú anh chị và các bạn. Giúp điện thoại anh gì? Bây giờ anh Khoa cũng đi về. Chị, ủa không, chị Hồng Loan đâu rồi? Sao đi về mình anh Khoa? Nói về thôi mà vô duyên gì ông nội. Anh Kha đi về. Anh Kha đi về một mình nhé, cô chú anh chị và các bạn. Chị Hồng Loan đi đâu mất tiêu rồi. Vừa rồi là anh Khoa chờ chị Hồng Loan đi ra ngoài nhé, cô chú anh chị và các bạn. Nhưng đến khi về thì anh Khoa đi về một mình nhé. Dạ
cô chú ơi, thì hiện tại bây giờ là em cũng có biết một cái thông tin rất là nóng nha cô chú. Thì trong cái thời gian vừa qua mà cái con ve con á, nó không có dọn đồ á nha cô chú. Thì nó cũng đã là lên kế hoạch, nó không có cái ý đồ nha cô chú. Đó, thì bây giờ là nó đã thua rồi nha cô chú anh chị. Nhưng mà nó cứ là bày trò ra. Rồi nó nói rằng là nó có cái di chúc mẹ hồi xưa cô chú nghệ sĩ Vũ Linh đỡ lại cho nó cô chú. Nhưng mà thật sự là hồi xưa là chú nghệ sĩ Vũ Linh trong cái lúc đó là chú có men trong người nha cô chú. Thì chú buông những cái lời nói đó ra là được nó là sắp đặt. Đó, nó sắp đặt là nó lấy cái điện thoại nó quay nó ghi âm lại nha cô chú. Đó, thì cứ đến nay là cứ tới là cách một tuần là nó cũng lên phường. Nó nói về là cái di chúc miệng của chú mà sẽ Vũ Linh đỡ lại cho nó là cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm nha. Đây nha cô chú anh chị. Đó, thì hiện tại bây giờ cô chú nó đã thua rồi. Nhưng mà nó bày trò đủ chuyện hết à. Đến nỗi mà anh em YouTube quay trước nhà chị Loan này cô chú anh chị, nó cũng quay sang nó cắn mấy anh em luôn cô chú. Nó đòi là lập những cái vi bằng để kiện các anh em YouTube ở trước nhà chị Loan này cô chú anh chị. Thì nói chung là nó cũng muốn là người ta nói là ăn không được phá cho hồi cô chú. Đó, hiện tại bây giờ là nó phá rất là nhiều nha. Đến nỗi mà cái chị cô chú anh chị đó, thì hiện tại bây giờ cái hồi trước cô chú, thì chị ta cũng vào trong tem của chị Loan này. Thì chị ta cũng nói là nói tốt cho chị Loan, rồi nói ngon nói ấy lắm. Mà sau khi là chị ta là rời tem rồi á cô chú anh chị, thì chị ta mới buông những cái lời nói không có được là hoa mỹ xúc phạm chị Loan. Đến nỗi mà anh em YouTube quay trước nhà chị Loan cũng đâu có liên can gì đâu đâu, mà chị là cũng đòi lập quy bằng luôn á cô chú. Thì cái chị bánh tét ở dưới cô chú anh chị, thì em cũng có coi lại cái video 71 của chị. Chị ấy là nói về những anh em YouTube dơ, YouTube bẩn ở dưới này. Dơ là như thế nào quý cô chú anh chị, bẩn là như thế nào? Dơ bẩn là không có tắm hả cả nhà. Con người là ngày nào cũng phải tắm ha quý cô chú anh chị, không phải là con vật mà không có tắm. Thì thật sự chị nói ở đây thì em cũng xin phép đáp lại với chị một câu. Chị bản thân chị cũng là một YouTube đó. Và ở đây chị cũng đã từng nói là đi câu view, câu like. Tất cả các cửa miệng của những YouTube bắt đầu khi làm và kết thúc video là quý cô chú anh chị mình ơi, yêu quý những anh em của tụi em ở đây, cho xin một kênh đăng ký, một cái chia sẻ nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà mình nói là một lẽ, còn quý cô chú anh chị có yêu quý, có cho những cái phần like và chia sẻ đó hay không, đăng ký hay không, còn tùy vào quý cô chú anh chị và tùy theo cái cách mình thể hiện trên cái video nha cả nhà. Thì buổi trưa ngày hôm nay là chị Loan cũng đã là lên to cùng quý chị luật sư Tước Ngọc, thì cũng giải viết về cái công việc của cái con ô xin nha cô chú anh chị. Đó, cái con ô xin mà nghĩ sao mà nó là một đứa giúp việc cho chú. À, từ ngày xưa đến nay mà nghĩ sao nó đi là đến phường á cô chú anh chị. Đó, nó gửi cái đơn kiện là chị Loan, thì nó nói rằng là chị Loan tranh giành tài sản của chú mà chị Vũ Linh. Của cái chuyện đó là cái ô xin này nói rất là kỳ luôn. Thì cha mất thì tài sản là đỡ lại cho con, chứ tại chẳng lẽ đỡ lại cho con ô xin na bạn. Thì cái chị ô xin đó cũng ở bên cạnh của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng khoảng mười mấy năm ha. Và để đi theo cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là để những khi mà những cái dịp mà đi ca hát đồ này kia nọ, đi tiếp xúc bạn bè, đi giao lưu bạn bè, gặp những đàn anh đàn chị ở trên sân khấu, thì sẽ có trách nhiệm là chuẩn bị đồ đạc và những cái tư trang cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để đi tới đó. Và ở bên đó suốt 13 năm thì bây giờ là cũng đang tưởng mình là con ruột luôn á, thì cũng muốn chia chát, cho nên là mới có một cái vụ mà rất là nực cười để đi lên trên cơ quan chức năng hưa ngược lại chị Hồng Loan, con cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì đây là một cái chuyện rất là nực cười nha quý cô chú anh chị. Và cái chị ô xin này á, ở đây hiện tại bây giờ trên cộng đồng mạng nói chị ta là một cái loại là ăn cháo đập bát á quý cô chú anh chị, đập luôn cái bát chứ không phải là đá bát nữa.
đá bát thì người sau có thể lụm được cái bát mà để ăn, còn chị này đập luôn là cái người sau sẽ không có để dùng nha quý cô chú anh chị. Không biết là sao anh, chứ cái hồi xưa kia mà theo chú ngồi sự Vũ Linh á là cũng ăn rất là nhiều những cái thu những cái băng đĩa lậu cô chú này, cái tiếng hát của chú á đó, thu ghi âm lại rồi đem ra ngoài bán ăn nhiêu đó chưa đủ đó. Bây giờ là muốn tranh giành tài sản của chị Loan, muốn ăn luôn lại là sao vậy? Thì bây giờ thì đi kiện ngược trở lại, vụ kiện rất là ngược đời thì chắc không có ai chấp nhận cái đơn kiện này đâu. Mà có kiện là chị Hồng Loan kiện ngược trở lại về cái vụ huy chương vàng của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì video của em tới đây là kết thúc ha. Cả nhà yêu thương và ủng hộ kênh Blog Phúc Tiêu nha quý cô chú anh chị. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở video sau ạ.